Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Fish Gear. Như tiêu đề của video ngày hôm nay, mình sẽ so sánh hai chiếc tai nghe chống ồn cao cấp này để anh em có cái nhìn khách quan và dễ lựa chọn hơn nhé. Bên trái mình chính là chiếc tai nghe đình đám nhất hiện tại của Sennheiser, đây là Momentum Powerless. Còn bên phải mình là chiếc tai nghe cao cấp nhất của hãng Baldwin Wilkins, đây là Bass 7. Cùng mức giá hơn 10 triệu, cùng có khả năng chống ồn và đều đến từ những thương hiệu danh tiếng, thì đâu là lựa chọn tốt nhất? Rồi, mời anh em cùng mình so sánh hai chiếc tai nghe này nhé. Và để video không quá dài, mình xin phép bỏ qua phần phụ kiện nhé anh em. Mình sẽ để hình toàn bộ phụ kiện của hai chiếc tai nghe này cho anh em tham khảo. Rồi, giờ mình sẽ tập trung vào hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Về thiết kế, cả hai chiếc tai nghe này đều là dạng full size over ear. Bass 7 có phần gọng bằng sợi carbon, được uốn cong, nối liền với E-cup, tạo cảm giác liền lạc, đơn giản nhưng rất cao cấp. Mặt faceplate bằng kim loại, với logo Baldwin Wilkins được CNC sắc sảo, bao quanh nó là một lớp vải xịn sò. Cả phần headband cũng được bọc vải ở mặt trên, còn mặt dưới của headband và cả phần earbud đều được bọc bằng chất liệu giả da. Theo mình thấy nó có độ mềm mại, không khác gì da thật. Còn Momentum Powerless có kiểu thiết kế khá là quen thuộc, không khác biệt gì nhiều so với những mẫu Momentum trước đây. Vẫn sẽ có phần khung trượt bằng sắt, điểm tiếp nối từ E-cup với gọng là một nấm tròn có in logo của Sennheiser. Toàn bộ phần đệm tai và phần headband đều được làm bằng da cù, khá là cao cấp. Điểm duy nhất mình thấy không hài lòng ở thiết kế của Momentum Powerless chính là hai sợi dây kết nối ở đây, nhìn khá là thiếu tinh tế nếu so với BX7. Bù lại, phần đệm tai và headband của Momentum Powerless mang đến sự êm ái hơn. BX7 của Baldwin Wilkins đặt hết cực phím vật lý vào E-cup bên phải, còn phím bật tắt chống ồn sẽ được nằm ở vị trí bên trái. Và Momentum Powerless của Sennheiser, nó sẽ được đặt hết toàn bộ phím vật lý cũng như phím bật tắt chống ồn vào E-cup bên phải. Theo mình thấy thì nên tách ra như của BX7 sẽ hợp lý và thuận tiện hơn, để tránh trường hợp anh em nhấn nhầm khi chưa quen với vị trí phím bấm. Nhưng nó cũng không thành vấn đề quá lớn nếu như anh em đã quen sử dụng. Độ nảy và độ nhạy của các phím bấm của hai chiếc tai nghe này khá tốt. Dù sao thì với mức giá hơn 10 triệu thì độ hoàn thiện chắc chắn phải cao hơn rồi. Tiếp đến là về thông số kỹ thuật, nó sẽ khá là dài dòng nên mình sẽ để hình minh họa để cho anh em tham khảo kỹ hơn nhé. Một vài công nghệ nổi bật trên hai chiếc tai nghe này là cả hai đều có khả năng chống ồn chủ động Active Noise Cancelling với nhiều chế độ chống ồn khác nhau, đều có app hỗ trợ khá là tốt. Momentum Powerless sẽ có 3 mod gồm On, Off Noise Cancelling và chế độ Transparent Hearing. Còn Bass 7 nó có 4 mod gồm High, Low, Auto và Off Noise Cancelling. Xét về khả năng chống ồn thì cả hai đều thua chiếc tai nghe quốc dân WH-1XM3 của Sony. Nhưng nếu so với nhau thì độ hiệu quả của cả hai tương tự nhau. Có một chút gì đó BX7 cách âm tốt hơn Momentum Powerless. Đó là cảm nhận của mình khi đã test cả hai trong điều kiện trong nhà và ngoài trời. Xem đến phần chất âm, mình đã phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần hai chiếc tai nghe này để tìm ra điểm nổi trội của cả hai. Mình xin phép không so sánh chất âm, mình chỉ nhận xét về tiếng của cả hai sản phẩm này khi đã nghe và trải nghiệm. Bắt đầu từ BX7, cái mình cảm nhận rõ nhất khi nghe từ chiếc tai nghe này đó là nó mang đến cho mình một thứ tiếng khá là sạch sẽ với không gian trình diễn rộng rãi. Dễ trầm đáp ứng nhanh chính xác, bass đánh chắc khỏe và bóc tách rõ ràng từ sub bass cho đến upper bass. Theo mình cảm nhận, dải bass của BX7 mang lại cảm giác rất là phấn khích cùng với năng lượng dồi dào nhưng được kiểm soát tốt. Xen đến trung âm, chi tiết được thể hiện khá là tốt, anh em có thể nghe rõ ràng vị trí cho đến loại nhạc cụ trong bài hát. Tuy nhiên, tiếng của những nhạc cụ này hơi khô và không mang lại nhiều cảm xúc. Mix tiếng nên anh em có thể nghe vocal cực kỳ tốt, màu vocal ấm áp trong trẻo và mượt mà. Dải strap lại khá là len keng, chi tiết đầy đủ, lên cao và tới, có không gian và có sự kiểm soát tốt, nghe mượt mà và nịnh tai. Điều đáng nói là âm trường của BX7 rộng thênh thang về cả chiều rộng, chiều ngang và cả chiều sâu. Tổng thể lại thì BX7 có một chất âm chi tiết, cân bằng, tách bạch và giàu năng lượng, có âm trường rộng rãi. Còn về Momentum Powerless, điểm mạnh ở thời điểm hiện tại của chiếc tai nghe này là anh em có thể điều chỉnh equalizer của nó trong app, điều mà BX7 chưa được hỗ trợ. Về chất âm mặc định thì ở dải trầm, nó có một lực bass đánh khá là khỏe khoắn và nổi khối, nhấn nhiều nhất ở dải upper bass, còn sub bass và mid bass lại cực kỳ mượt mà và êm tai, không quá bùng nổ nhưng lại khiến cho lớp nền trở nên có hồn hơn. Dải trầm của Momentum Powerless thực sự cũng mang đến sự phấn khích cho mình, giống như trên BX7. Sang đến trung âm, nó cũng thể hiện cực kỳ tốt ở phần chi tiết, tốt hơn cả BX7 trên cùng một bài hát, mượt mà và có màu sắc hơn. Vocal được làm dày hơn và mang một màu ấm áp,
nhưng vẫn rất trong trẻo. Điểm nhấn của Momentum 3 có thể thấy chính là ở giải mid này. Về giải Shape, nó có chi tiết ở mức khá, lên cao tới, nhưng chưa thực sự thể hiện hết cao độ của bài hát vì nó mỏng dần ở những giải tầng cao. Về âm trường, có thể thấy Momentum 3 có một chiều không gian rộng rãi để anh em có thể trải nghiệm cảm giác chân thật nhất. Cảm giác nghe của chiếc tai nghe này được cộng hưởng từ ba giải khiến cho bài hát sinh động hơn, có nhạc tính tốt hơn và thực sự rất bắt tai. Cuối cùng, sau khi nghe hai chiếc tai nghe này, mình cũng không biết chơi ở điểm nào dù đã cố gắng tìm cái đời chơi, cái này bù qua cái kia, nên thành ra hai sản phẩm này đối với mình rất xứng đáng với đồng tiền mà chúng ta phải bỏ ra. Không biết anh em có hình dung ra được những nhận xét của mình qua video này không, nhưng hy vọng nó cũng giúp cho anh em có cái nhìn sâu sắc hơn về hai sản phẩm tai nghe này nhé. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.